sống đúng, sống đẹp. Thứ năm 20 tháng 1 năm 2022. Chuyện xưa tích cũ. Sự tích ông Táo. Xin dâng lên lòng thương Son Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xung phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đứng Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương Son Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Sống đúng, sống đẹp. Thứ năm 20 tháng 1 năm 2022. Chuyện xưa tích cũ. Sự tích ông Táo. Thưa anh chị em và các bạn, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là chúng ta bắt đầu bước sang năm mới xuân Nhâm Dần. Chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em về sự tích cây mai, rồi sự tích cây nêu, và hôm nay là sự tích ông Táo. Xin chào mừng tất cả các bạn, các em thiếu nhi, một tràng pháo tay nồng nhiệt. Thế gian một vợ một chồng, không như vua bếp, hai ông một bà. Thưa anh chị em và các bạn, các em thiếu nhi thân mến, đó là câu ca dao có từ xa xưa của người Việt, nói về sự tích Táo Quân. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Táo Quân có nguồn gốc từ ba vị thần: Thổ Công, Thổ Địa và Thổ Kỳ. Thổ Công, Thổ Địa và Thổ Kỳ trong Lão Giáo của Trung Hoa, nhưng được Việt hóa thành huyền tích hai ông một bà: thần đất, thần nhà và thần bếp. Truyền thuyết về Táo Quân, hoặc có nơi gọi là ba ông đầu rau, tức là ba hòn đất nung để kê cái nồi lên để nấu ăn. Truyền thuyết về Táo Quân của người Việt Nam là một sáng tạo độc đáo từ ý nghĩa của những cái tên trong nhân vật trong câu chuyện, cũng mang nhiều ẩn ý rất là thú vị. Ba nhân vật ấy, thứ nhất là nàng Thị Nhi. Thị Nhi, Nhi ẩn nghĩa từ Hán Việt là nấu chín, nấu nhừ. Thị Nhi lấy chàng Phạm Trọng Cao. Trọng Cao, chữ cao ẩn nghĩa là tinh bột, bánh bột là cơm. Còn Phạm Lang thì lang còn âm đọc khác là canh, nghĩa là món canh, người ta nấu chín thức ăn với nhiều nước. Chỉ có như thế, cơm, canh, nấu chín. Thật là đơn giản và rất Việt Nam. Nhà nào không ăn cơm mà ăn cơm lúc nào không có canh. Trong dân gian, sự tích Táo Quân là một câu chuyện truyền khẩu, rồi sau đó được nhiều nguồn ghi chép lại. Do đó, có những sự khác nhau, có những dị biệt, cả về tình tiết, cả về nội dung, tùy theo từng vùng, từng miền. Cho nên khi chúng tôi kể câu chuyện này, thì anh chị em biết cũng có nơi người ta kể kiểu khác, kiểu này, kiểu nọ, kiểu kia. Hôm nay, chuyện sự tích cũ trong chuyên mục Sống Đúng, Sống Đẹp. Xin mời anh chị em, các bạn và các bé thiếu nhi cùng đến với một trong những câu chuyện thú vị trong những dịp
Tết đến xuân về, đó là sự tích táo quân. Chúng ta cũng bắt đầu bằng ngày xưa có hai vợ chồng son nhà nghèo, người vợ tên là Thị Nhi và người chồng tên là Trọng Cao. Họ đều sinh nhai bằng nghề làm thuê làm mướn. Tuy cuộc sống nghèo nàn nhưng họ lại rất yêu thương nhau, dù nghèo mà vui. Mỗi buổi tối sau khi đi làm về, hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa hồng hay dưới ánh trăng để kể cho nhau nghe những chuyện xa gần họ gặp, họ nghe được trong ngày hôm đó, hoặc cùng nhau hát những câu ca tình duyên nồng thắm. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Mà mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay hiu hắt giọt lễ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy độ xuân rồi. Họ hỏi nhau thương nhau mấy độ xuân rồi. Xuân sắp đến, Tết gần về, ngồi hát hò bên nhau. Có những khi hai vợ chồng hát hò vui vẻ bên nhau đến tận khuya, quên cả thời gian, quên cả cơm nước. Năm đó, đại dịch Covid bùng phát, làm ăn rất khó khăn. Kinh tế suy sụp, người thì thất nghiệp, công ty thì phá sản, mùa màng bán, không ai mua. Cho nên công nhân rủ nhau về quê, mà về quê thì cũng chẳng biết làm ăn gì cả. Nhiều người phải rơi vào cảnh thất nghiệp, kiếm được hạt gạo sống qua ngày cũng là điều rất khó. Tình trạng đói kém diễn ra khắp mọi miền, Bắc Trung Nam. Hai vợ chồng cũng lặn lội đi tìm việc ở các nhà giàu, nhưng cũng chẳng có mấy người thuê mướn. Người vay công lĩnh nợ thì đông, mà hạt gạo lại khan hiếm, cho nên khó lòng chen chân vào để kiếm việc làm. Hơn nữa, nhà mấy lão trọc phú, mấy tay đại gia giàu kếch xù, thường là những biệt phủ, tường cao cổng kín, cửa đóng then cài, thêm gắn camera, rồi có chó săn chó giữ ở đó nữa. Cho nên họ sống ích kỷ, cô lập, tưởng rằng như vậy là an toàn. Trong đại dịch Covid, không muốn ai quấy nhiễu, không muốn ai làm phiền, cũng chẳng quan tâm, chẳng xót thương đến ai cả. Túng thế, hai vợ chồng phải đi mò cua bắt ốc, hoặc đào củ rừng hái rau dại về ăn cho qua bữa. Tuy vậy, cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn. Cái chết luôn luôn đe dọa vì dịch bệnh và đói kém. Chưa biết bao giờ mới chấm dứt cơn đại dịch này. Một buổi chiều nọ, sau khi húp vội mấy chén canh ruột bầu, đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Trọng Cao bàn với vợ: "Em à, chắc là
anh phải đi đến một nơi khác mà kiếm việc làm. Không thể cứ ở nhà mà chịu đói như thế này mãi được. Biết bao giờ Covid nó mới hết. Cái cô này cái cô lì quá. 2 năm rồi mà vẫn chưa chịu cút xéo đi cho nó đỡ khổ người dân nghèo. Nghe nói vậy, Thị Nhi nằng nặc đòi đi theo để sống chết cho có đôi. Anh ở đâu thì em đó. Nhưng Trọng Cao khuyên vợ: Em à, anh chưa biết sẽ đi đến đâu và sẽ phải làm những gì. Em ở nhà một mình thì dễ sống hơn anh. Không nên theo anh làm gì cho nó vất vả. Chưa biết chừng anh sẽ nằm lại dọc đường để cho loài chim nó than khóc. Nhưng cũng chưa biết chừng anh lại kiếm được nhiều tiền mang về đây nuôi em thì sao? Thôi em à, em hãy chờ anh trong 3 năm nhé. Chờ anh 3 năm thôi. Hết 3 năm mà em không thấy anh trở về, có nghĩa là anh đã bỏ xác nơi xứ người rồi. Có khi họ đem vào trong lò thiêu, họ thiêu chỉ còn lại cái hũ tro tàn thôi. Sau 3 năm mà không thấy anh về, em cứ việc đi lấy chồng khác nha, đừng chờ anh nữa. Thị Nhi nghe chồng nói thế thì bật khóc thảm thiết. Nàng như đứng trước cảnh tang tóc thực sự của chồng. Nhưng nàng cũng không biết phải làm thế nào, không biết giải quyết như thế nào, đành phải gạt lệ tiễn chồng ra đi mà không biết ngày nào trở về. Thầm thầm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối. Khi thương mến nhau, hai người hai ngã tránh sao tủi hờn. Hẹn gặp nhau đây, đêm khuya lã độ, sương giăng kín mờ nhạt nhòa ước mơ. Đã gặp nhau rồi, sao em không nói? Sao em cúi mặt, em giận hơn anh chăng? Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về trăng gầy soi bóng. Nên em cúi mặt, ngăn dòng nước mắt phút giây tả từ. Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn. Nếu em đã chọn thương anh xa vắng, xin em chớ buồn cho nặng lòng trinh nhân. Sau khi tiễn chồng, Thị Nhi kiếm được việc làm ở nhà một người tên là Phạm Lang. Gia đình Phạm Lang cũng không giàu có gì, nhưng thương cảnh ngộ nàng, có ý giúp đỡ cho qua những ngày thảm đạm khó khăn. Ở đây, Thị Nhi kiếm mỗi ngày 2 bữa, trong đó có một bữa cháo, bữa khoai. Nhờ nhanh nhẹn và xinh xắn nên nàng lấy được cảm tình của chủ. Nhưng hình bóng của Trọng Cao, người chồng yêu dấu, chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí nàng. Thời gian trôi nhanh như dòng nước chảy. Người ta đã bớt nhắc đến trận đại dịch khốc liệt vừa qua. Thị Nhi thì ngày ngày hồi hộp chờ đợi ngày chồng trở về. Nhưng cây mai trước sân đã 3 lần nở hoa rồi. Hoa nở rồi hoa tàn,
mà vẫn không thấy bóng dáng của Trọng Cao đâu. Giữa lúc ấy, vợ của Phạm Lang cũng vừa qua đời. Sẵn có cảm tình với nàng, Phạm Lang ngỏ ý muốn được nối duyên cùng nàng. Nhưng Phạm Lang đâu có hiểu được nỗi lòng của người thiếu phụ vẫn trung trinh chờ chồng. Và câu trả lời của nàng là: chồng tôi hẹn tôi trong 3 năm nữa anh ấy sẽ trở về. Cho đến bây giờ tôi mới có thể tin là chồng tôi đã chết. Nhưng xin anh cho tôi để tang chồng trong 3 năm nữa cho trọn đạo phu thê, rồi sau đó chúng ta sẽ nói tới chuyện này nhé. Không biết bao giờ anh ấy mới về và có còn trở về nữa hay không. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm nữa lại trôi qua, không một nét chữ, không một tin nhắn, không một tin tức nào về Trọng Cao. Hằng ngày những buổi chiều tà, Thị Nhi vẫn ngồi một mình, đăm đăm nhìn bóng người qua lại trên con đường cái quan. Và rồi nàng khóc cạn cả nước mắt. Phạm Lang lại giục nàng quyết định: em à, một là chồng của em đã chết, hai là còn sống. Nhưng biết đâu anh ấy đã lập gia đình với một người khác ở nơi xa xôi hẻo lánh nào rồi. Đằng nào thì em cũng khó mong tái hợp. Chi bằng em hãy cùng tôi lập một gia đình mới. Sức của tôi và gia tài của tôi cũng đủ bảo đảm cho em một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Thị Nhi sửa lại vành khăn trắng đã ngả màu, cảm ơn hậu tình của Phạm Lang và xin chàng ráng chờ thêm 1 năm nữa. Nếu 1 năm này nữa mà anh ấy không về thì lúc đó chúng ta sẽ quyết định. 1 năm nữa thôi, chỉ 1 năm nữa thôi. Và rồi 1 năm nữa lại trôi qua, vẫn không có tin tức gì về Trọng Cao. Lần này thì nàng mới tin là chồng mình đã chết ở một nơi nào đó rồi. Sau một bữa rượu cúng chồng và thiết đãi họ hàng làng xóm, nàng dọn đến ở cùng Phạm Lang. Ba tháng sau, Trọng Cao đột nhiên khăn gói trở về quê hương. Dáng vẻ vẫn bần hàn như trước, chẳng có vẻ gì là khấm khá hơn. Trên suốt quãng đường về, chàng chỉ ôm một hy vọng là được gặp lại người vợ yêu quý của mình sau nhiều năm xa cách. Nhưng về đến nhà, chàng được bà con hàng xóm cho biết vườn cũ nay đã thuộc về chủ mới rồi. Chàng đau khổ và tự lẩm bẩm: thế là hết. Âu cũng là duyên số cả mà thôi. Việc Trọng Cao đột ngột trở về làm cho mọi người ngơ ngác, nhất là đôi vợ chồng mới cưới Phạm Lang và Thị Nhi, không biết là phải ăn nói làm sao bây giờ. Thị Nhi xấu hổ đến nỗi không dám đụng mặt người chồng cũ của mình. Nhưng Trọng Cao đích thân tìm đến nhà Phạm Lang và lên tiếng an ủi: thôi anh à, anh đừng có nghĩ ngợi gì nữa. Do tôi
biệt tích bấy lâu nay. Đó là hoàn toàn lỗi ở tôi. Vợ tôi và anh không có lỗi gì hết. Lỗi ở tôi. Nàng xử sự như thế là rất đúng rồi. Phải đạo rồi. Tôi chỉ cần về đây gặp nàng một chút thôi. Nhìn thấy nàng còn khỏe mạnh. Như thế là đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ đi khỏi nơi này và không bao giờ quay trở lại nữa. Chúc anh và nàng hạnh phúc. Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người. Mặc dù Thị Nhi hết lời này nỉ, mặc dù Phạm Lang cũng xin được chia tay với Thị Nhi để cho vợ chồng Trọng Cao tái hợp, nhưng Trọng Cao vẫn nhất quyết dứt áo ra đi. Lòng chàng thầm nghĩ, mặc dù còn rất yêu nàng, nhưng ta không nỡ phá hoại hạnh phúc của nàng. Sau mấy ngày lang thang thất thểu, những hình ảnh lúc hai vợ chồng còn hạnh phúc mặn nồng bên nhau cứ ùa về trong tâm trí của Trọng Cao. Chàng càng cố quên đi bao nhiêu thì bóng hình người vợ cũ càng sâu đậm ở trong tâm trí của chàng bấy nhiêu. Buồn quá, chàng nhìn xa xăm và lẩm nhẩm một mình. Xuân đã về em có hay, hoa lá vui mùa sum vầy. Nơi phương trời em có nhớ, một người luôn nhắc tên em và mơ duyên lứa đôi. Nếu xuân này vắng em, ong bướm thôi dệt duyên lành, dây tơ trùng cung lỡ phim cho khúc hát ai ân. Từ nay lỡ tơ duyên, thu qua đông tàn, nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng em, lạc bầy chim én bay, ngày xuân như đông buồn. Nếu xuân này vắng em, như lá khô buồn xa cành, như giao thừa im tiếng pháo, mai úa sắc bên hiền, thì đừng đến xuân ơi. Đầu óc chàng rối như tơ vò. Cuối cùng, trong một phút cuồng loạn, chàng tự treo cổ và chết ở cây đa đầu làng. Cái chết kinh khủng của Trọng Cao như một tiếng sét nổ tung tâm trí Thị Nhi. Nàng cảm thấy mình chính là thủ phạm đã gây ra cái chết của Trọng Cao. Nàng cứ tự dằn vặt bản thân mình mãi. Tại sao ta đã chờ chồng được 7 năm trời mà không ráng chờ thêm chút nữa? Tại sao khi thấy chồng trở về, ta không dám đi tìm chàng, không dám gặp mặt nàng? Ta đã gây cái chết cho chồng rồi. Người chồng yêu quý, lỗi tại em, lỗi tại em. Xin tha thứ cho em. Nàng không thể tự chủ được nữa. Tất cả những câu hỏi cứ liên tiếp tuôn vào tâm trí nàng, như đang lên án một cách âm thầm nhưng kịch liệt trong đầu óc của nàng. Thế rồi, sáng hôm sau, trong khi mọi người đang chuẩn bị mai táng Trọng Cao, thì lại một phen hốt hoảng khi phát hiện xác nàng Thị Nhi ở
cái ao sâu nhà. Trong khi ấy, sự ra đi của Trọng Cao và Thị Nhi chẳng khác gì một đòn đánh mạnh vào tâm trí Phạm Lang. Cuộc đời chàng chưa bao giờ có một sự dằn vặt và xúc động dữ dội đến như thế. Sau khi an táng cho vợ, Phạm Lang trở nên như người mất hồn, mất trí. Chàng luôn miệng kêu to: tại sao ta lại cố ý cướp vợ của người khác? Tại sao ta lại cướp mất hạnh phúc của người khác? Tại sao ta lại mang cái chết đến cho người đàn bà mà ta hết mực yêu thương thế này? Ta có lỗi rồi. Cướp vợ của người khác và gây ra cái chết cho người đàn bà mà ta yêu thương. Tại sao? Phạm Lang cứ lang thang một mình. Và rồi chàng cất lời than thở: mình có ba người, vừa đúng nét đôi mươi, những chiều mây lưng đồi, tầm mắt hương xa xôi. Ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường, chắc nhớ nhau nhiều lắm. Người lướt mây trời, vui kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm vào sóng nước mênh mông. Còn riêng mình tôi nghe trong tim mình xao xuyến, nghe đường dài thêm. Đường phố khuya rồi, chênh chách bóng trăng soi, uống cạn hết ly này, ghi nhớ mãi đêm nay. Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối, nhưng là một thôi. Rồi một hôm, sau khi đem hết gia sản chia cho hộ hàng và phân phát hết cho những người nghèo khó, Phạm Lang tự uống thuốc độc, kết thúc cuộc sống ở đời này để qua thế giới bên kia đi tìm Trọng Cao và Thị Nhi. Lúc xuống đến Hoàng Tuyền, cả ba người đều được đưa tới trước tòa án của Diêm Vương để được định công luận tội. Tất cả mọi người một khi đã đến đây đều phải khai rõ sự thật, những gì đã xảy ra khi còn sống ở trên dương gian. Diêm Vương hỏi: Trọng Cao, nghe đây, cái chết của Thị Nhi và Phạm Lang đều xuất phát từ cái chết của nhà ngươi. Vậy ngươi hãy nói rõ, vì sao ngươi tìm đến cái chết? Thưa Diêm Vương, bởi vì tình cảm của tôi đối với Thị Nhi còn rất sâu đậm, tôi không thể xa lìa nàng được, nên tôi đành tìm đến cái chết ở cây đa đầu làng để mong luôn luôn được gần gũi nàng. Quay sang Phạm Lang, Diêm Vương hỏi: còn ngươi, Phạm Lang, hãy nói rõ cho ta nghe về cái chết của ngươi. Phạm Lang khai rằng: thưa Diêm Vương, mặc dù mới chính thức lấy nhau chỉ có 3 tháng, nhưng tôi đã có tình cảm sâu đậm với Thị Nhi từ rất lâu rồi. Tôi cũng không thể rời xa nàng. Hơn nữa, chỉ vì tôi mà cả hai vợ chồng họ đều phải tìm đến cái chết.
Khi Diêm Vương hỏi Thị Nhi, thì nàng vừa khóc vừa nói: Thưa Diêm Vương, tình cảm trong lòng tôi phần lớn đã dành cho người chồng cũ là Trọng Cao. Hình bóng của chàng đã choáng một chỗ rộng lớn trong trái tim tôi. Còn đối với Phạm Lan, tôi cũng không thể quên được cái tình sâu đậm chàng dành cho tôi trong những lúc bĩ cực và trong suốt những năm qua. Lỗi tại tôi. Diêm Vương ngồi nghe họ nói thì rất cảm động. Ông thầm nghĩ: những người như thế này trong nhân gian cũng thật hiếm có đây. Cần phải làm sao cho bộ ba ấy sống gần nhau mãi mãi. Phải kiếm cách thôi. Có cách nào để cho họ cả ba được sống gần nhau mãi mãi? Sau một hồi suy nghĩ, Diêm Vương bèn cho linh hồn của ba người lên thượng giới gặp Thượng Đế. Thượng Đế thấy cả ba người đều sống có tình, có nghĩa, nên sắc phong cho làm Táo Quân, gọi chung là Định Phúc Thần. Nhưng mỗi người giữ một việc. Phạm Lan làm thổ công, trông coi việc bếp núc. Danh hiệu Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Trọng Cao làm thổ địa, trông coi việc cửa nhà. Danh hiệu Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần. Thị Nhi làm thổ kỳ, trông coi việc chợ búa. Danh hiệu Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần. Từ đó, ba vị Táo Quân được coi là ba vị thần định đoạt phước đức cho các gia đình. Phước đức này do việc làm đúng đạo lý của gia chủ và những người trong nhà. Mỗi năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Tết Ông Công Ông Táo, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời, báo cáo Thượng Đế những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian, những hành vi việc làm tốt xấu đúng sai của các thành viên trong gia đình trong suốt cả một năm đã qua một cách khách quan và trung thực. Đó là sự tích Táo Quân. Anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con đã nghe câu chuyện này bao giờ chứ? Có khi mình nghe tình tiết nó khác, mỗi nơi có thể kể những cách khác nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng là sống đúng, sống đẹp. Chuyện xưa tích cũ, kể những câu chuyện không mang tính cách gọi là chính xác lịch sử, không có truy tầm coi gốc gác như thế nào. Nhưng cái chính yếu là những truyền thuyết ấy nó tam sao thất bổn rồi. Mỗi người nghĩ một cách, kể một cách, rồi mỗi nơi mỗi miền khác nhau. Cái điều quan trọng mà sống đúng sống đẹp mời gọi các anh chị em khi nghe lại chuyện xưa tích cũ là rút ra được những bài học gì, và nhất là để mình có thể áp dụng những bài học đó trong việc sống thực hành lòng Chúa thương xót. Đó mới là điểm độc đáo và đó mới là điểm quan trọng. Còn câu chuyện ở đâu chẳng có, người ta kể có khi còn hấp dẫn hay hơn nhiều, còn thú vị hơn nhiều, hát có khi còn hay hơn nhiều nữa. Đâu như tôi hát nó lơ lơ lửng lửng, xuân đã về mà xuân chưa thấy đâu cả vì nó chưa đúng tâm. Nó cứ lơ lơ lửng lửng ấy, thế mà những cái câu chuyện
những cái bài hát, bài ca của những người dân gian, nó đem lại cho người ta được những giây phút giải trí. Và nhất là vừa giải trí, thú vị hơn là như người Chúa Giêsu nói, biết rút ra từ kho tàng của mình cái cũ, cái mới. Biết rút ra từ trong đó ý Chúa muốn nói với tôi điều gì qua câu chuyện này. Và tôi là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa thì nhìn đâu cũng phải thấy được lòng thương xót. Thưa chị em và các bạn, chúng ta đang trong tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Mỗi năm từ ngày 18 cho đến 25 tháng Giêng. 25 tháng Giêng là lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Giáo hội kêu mời tất cả những người tin vào Đức Kitô cầu nguyện để cho được hiệp nhất với nhau. Cùng tin vào Đức Kitô mà lại không hiệp nhất được với nhau. Cùng tin vào Đức Kitô mà mỗi người mỗi phách, mỗi nơi một kiểu, có khi mâu thuẫn, có khi chống đối nhau nữa. Cầu cho sự hiệp nhất những người tin vào Đức Kitô. Và trong bầu khí hiệp nhất thì chúng ta cũng đang nghe nói về hiệp hành. Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới đang nói về giáo hội hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông sư vụ và nghĩ thử coi chứ gì nữa, có hiệp thông, có sư vụ, thử nghĩ coi, hiệp thông sư vụ và nghĩ đi, thiếu nhi chúng con. Hôm giờ mình nghe nói hướng đến một giáo hội hiệp thông sư vụ cùng hiệp thông với nhau. Mãi giờ nãy giờ nghĩ chưa ra. Ráng nghĩ, suy nghĩ thử coi. Mình nếu mình không nghĩ, không hiểu, không biết thì làm sao mà có thể nói được. Đó, ngồi suy nghĩ thử coi. Mới đây đang ầm ầm rao lên mà. Gì? À, tham gia. Rồi, cho chồng có tay con hồ bé. Sao con biết, bảo thưa cha tại bố con nhắc. Tốt. May như bố nhắc chứ còn lại con phải nhắc bố thì thua rồi. Hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Vậy thì muốn hiệp nhất với nhau, muốn hiệp hành với nhau, điều đầu tiên đó là giống như câu chuyện của Phạm Lang, Thị Nhi và Trọng Cao. Ai cũng nhận lỗi của mình, không đổ lỗi cho người khác. Nếu tôi muốn hiệp nhất mà ai cũng không chịu nhận lỗi, mà cứ đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia, vợ chồng không nhường nhau, hay là hai người yêu nhau xa nhau vì không nhận lỗi. Không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau. Trời bảo vừa phải thôi chứ. Vừa phải thôi chứ, cái gì cũng đổ hết cho trời là sao? Cho nên muốn hiệp hành, muốn hiệp nhất thì điều đầu tiên là mỗi người khiêm tốn nhận lỗi của mình. Không đổ lỗi, không chữa lỗi, không chạy lỗi. Có khi người ta chữa lỗi của mình bằng cách đổ lỗi cho người khác để chữa lỗi của mình. Ta nghe Trọng Cao tìm đến nhà Phạm Lang và lên tiếng an ủi rằng là do tôi biệt tích bấy lâu nay, cái đó là hoàn toàn lỗi ở tôi. Thị Nhi xử sự như thế là đúng rồi, cho nên tôi chỉ cần về đây gặp nàng một chút thôi, rồi tôi sẽ đi khỏi nơi này và không bao giờ quay trở lại nữa. Phạm Lang đâu có đổ cho Thị Nhi, đã bỏ chờ mà không chịu chờ. Đâu vậy? Rồi cũng đâu có nói Phạm Lang anh là cái thằng xấu cướp vợ của tôi. Không, lỗi của tôi, vì tôi đã không giữ đúng lời hứa, tôi đã không trở về đúng. Cho nên nàng chờ như vậy là quá rồi. Tôi hứa trở về sau 3 năm mà tới 7 năm mà. Như vậy là anh cũng không có lỗi, nàng không có lỗi, lỗi là ở tôi. Rồi mặc dù Thị Nhi hết lời năn nỉ,
mặc dù Phạm Lan cũng xin được chia tay với Thị Nhi để cho vợ chồng trọng cao tái hợp. Ta thấy không? Phạm Lan cũng đâu có đâu, đúng rồi, tại anh ấy không về chứ, đâu phải tại tôi đâu, đâu phải tại nàng đâu, nàng chờ anh như thế rồi, anh không về thôi, giờ anh còn kêu ca gì nữa. Biết không, sẵn sàng nhường lại vợ của mình, trả lại Thị Nhi cho người chồng cũ là Trọng Cao. Nhưng Trọng Cao vẫn nhất quyết giết áo ra đi. Và chàng thầm nghĩ, mặc dù mình còn rất yêu nàng, nhưng ta không nỡ phá hoại hạnh phúc của nàng. Đấy, một cái tình yêu đích thực, không phải là ích kỷ muốn giành giật cho mình, nhưng mà mong cho người mình yêu được hạnh phúc, được bình an, chứ không phải chỉ giành giật lấy cho mình mà thôi. Rồi thưa anh chị em và các bạn, một Trọng Cao như thế không có đổ lỗi cho người khác, thì Thị Nhi cũng vậy. Thị Nhi cảm thấy rằng mình chính là thủ phạm đã gây ra cái chết cho Trọng Cao, cho nên cứ dằn vặt rằng là tại sao đã chờ được 7 năm mà không ráng chờ thêm chút nữa, tại sao khi thấy chồng trở về mà không dám tìm gặp chàng, không dám đối mặt với chàng. Lỗi cũng tại mình, chứ đâu có đổ tại anh á. Nói 3 năm mà về, tức 7 năm mà anh về còn mò về làm cái gì? Anh tôi thấy chúng tôi đang sống hạnh phúc bên Phạm Lan hay sao? Thị Nhi không đổ lỗi cho Trọng Cao mà nhận lỗi ở mình. Rồi tới chàng Phạm Lan cũng vậy. Thôi, hai người đó từ từ thôi được rồi, mà cũng bị dằn vặt. Lỗi mình là tại sao mình cướp vợ của người khác, cướp bất hạnh phúc của người khác, tại sao mình lại mang đến cái chết cho người mình yêu quý như thế. Thưa anh chị em, cả ba đánh động đến Diêm Vương. Diêm Vương đáng lẽ là chỉ có trừng phạt với ném xuống 9 tầng địa ngục thôi, mà đây phải xúc động và nói thôi, đẩy lên trên trời đi, để Thượng Đế xử, để làm sao mà cho ba người họ được sống bên nhau mãi mãi, vì họ sống trọn tình trọn nghĩa. Đánh động được cả ông trời. Thì thưa anh chị em và các bạn, hầu hết những lần mà chúng ta bàn về hiệp nhất, hay là nói về hiệp hành, bàn, cãi, rồi cuối cùng cãi nhau vì cái danh từ. Tại sao dùng hiệp hành mà không dùng đồng hành? Tại sao dùng đồng hành mà không dùng song hành, vân vân? Cứ cãi nhau về cái từ. Đang bàn về hiệp nhất, đang bàn về hiệp hành, mà chỉ một cái danh từ không đồng ý với nhau, đập bàn đập ghế. Cuối cùng hội thảo về hiệp nhất, ai nấy, ai về nhà nấy và không nhìn mặt nhau nữa. Thảo luận về song hành, mà cuối cùng thì độc hành, đường ai nấy đi, vì chỉ không đồng ý với nhau về một danh từ mà thôi. Mới một danh từ thôi mà cũng còn không chịu nhau, huống chi là có thể nói chuyện, đối thoại, lắng nghe nhau, rồi cảm thông nhau, rồi là nâng đỡ nhau, rồi chia sẻ giúp đỡ nhau. Mơ. Câu chuyện ông Táo làm tôi suy nghĩ lại chính bản thân mình. Chính bản thân mình, đôi khi mình duy lý nhiều quá. Mình hay đấu lý, đấu trí với nhau nhiều quá, mà không có tiếng nói của trái tim, không có lòng thương xót. Nếu có lòng thương xót thì ai cũng lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Biết xót thương người khác, vì khi mình có lỗi, mình cảm thấy mình xấu hổ, mình áy náy thế nào, thì mình cũng dễ cảm thông những người họ có lỗi, họ cũng đang áy náy như thế. Khi mình có lỗi, mình rất cần người ta nói thôi không sao đâu, phải không? Chứ còn nếu mình đã có lỗi, mình đã mặc cảm rồi, đã xấu hổ rồi, đã bị dằn vặt linh tâm rồi, mà đáng đời cho mày chừa, giờ đã sáng mắt ra chưa con, cho mày chết luôn đi, vậy là còn đỡ đó con. Trời ơi, anh chị em thấy không, nghe cứ như là nước lạnh cứ dội vào, dội vào, vừa mới ngửi ngửi tiếng dội vào, dội vào.
mà hầu hết chúng ta thấy rằng là khó nhất vẫn là nhận lỗi. Và nhận lỗi cũng đồng nghĩa với là tha lỗi. Mình nhận lỗi mình thì người ta cũng nhận lỗi người ta. Người ta tha lỗi mình thì mình cũng tha lỗi cho người ta. Chúa nói cha các con sẽ không tha cho các con nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho nhau. Và phúc cho ai biết xót thương người thì được Chúa xót thương. Nếu ta nhận lỗi thì lòng thương xót của Chúa nói Chúa đợi, Chúa chờ. Chúa nói với Faustina là ta đợi, ta chờ những đứa con nó quay về đón nhận lòng thương xót của ta. Và ta vui vô cùng, rất vui khi người ta nhận lòng thương xót của ta. Mà dấu chỉ người ta nhận lòng thương xót của ta là người ta biết xót thương nhau. Mà người ta biết xót thương nhau có nghĩa là người ta nhận lỗi và tha lỗi cho nhau. Nhận lỗi mình và tha lỗi cho anh em mình. Hình ảnh của ba người mà ông trời ông cho ba người bây giờ được sống chung với nhau là hai ông một bà, là câu chuyện là như thế. Dĩ nhiên ta đừng có bỏ không được phép tự tử vì đạo Công giáo không cho tự tử. Cái chi tiết đó mình không có bàn tới. Mình bàn những cái gì mà nó đem lại cái lợi ích cho mình trong đời sống thực hành lòng thương xót Chúa. Được chưa? Sao năm hết Tết đến rồi, vợ chồng ngồi bàn với nhau thử coi. Anh à, năm vừa rồi em thấy em có nhiều lỗi với anh. Em hay cảm ràm, em hay ngồi tám, quên cả nấu cơm. Ví dụ như thế. Anh cũng vậy. Anh có lỗi là anh cứ lo công việc về chẳng hỏi han gì đến em cả. Mệt quá, năm vừa rồi Covid nó tấn công quá rồi, cũng lo đấu với Covid rồi, cũng vợ chồng mình cũng chẳng có giờ ngồi bên nhau. Đôi khi ngồi bên nhau hai người đều phải che khẩu trang, cũng chẳng biết em cười hay em đang khóc. Ngồi nói chuyện và nhận lỗi. Chứ còn cuối năm mà ngồi tính sổ đời mà tính sổ. Bây giờ anh ngồi đây, tôi tính sổ với anh. Năm vừa rồi anh đi với con này mấy lần. Anh được, bà nói thì bà nói xong chưa? Bà nói xong chưa? Rồi, anh có gì để nói nữa không? Tôi không có gì để nói, nhưng mà tôi cho bà biết này. Lúc hồi đó, ngày đó, giờ đó, cơm khê bà có nhớ không? Ngày đó, tôi về còn đang đứng nói chuyện với cái thằng hàng xóm đó, nhớ không? Ngày đó, vân vân và vân vân. Hai bên đúng có chịu nhận lỗi thì cuối cùng chẳng nói chuyện gì được hết. Làm gì mới có chuyện hiệp hành? Làm gì mới có chuyện hiệp nhất? Thế không ạ? Rồi điểm thứ hai nữa là mỗi năm cứ đến 23 tháng chạp, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời báo cáo Thượng Đế những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian, những hành vi, những việc làm tốt xấu đúng sai của các thành viên trong gia đình suốt cả năm một cách khách quan và trung thực. Báo cáo khách quan và trung thực. Khó. Ở năm trời đút lót cho ông bà Táo Quân, cho ông bà ăn ngon, cảm ơn về báo với Ngọc Hoàng khéo khéo dùm chút nha. Không có lo lót là về là báo cáo láo đó. Rồi là mình bị Ngọc Hoàng phạt. Ngọc Hoàng công minh vô cùng. Sai người đi thì phải cái người ấy là người khách quan và trung thực. Đôi khi những người lãnh đạo, những người có trách nhiệm cứ ngồi nghe báo cáo, những Táo Quân toàn táo láo không, chứ không phải Táo Quân, táo láo, tào lao, tào lao, tào lao vì lý do là không có khách quan và không có trung thực. Khi yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu. Mến nhà này thích người kia thì về báo cáo. Ồ, cái tổ chức đó tốt lắm, người đó làm tốt lắm, tổ chức nghiêm trang, sốt sáng, đạo đức lắm. Nhưng mà có thành kiến rồi, không ưa rồi thì dưa nó có dòi. Thấy người ta tổ chức đông như thế, sốt sáng, người ta cầu nguyện như thế, vì báo cáo là ôi dù nó là mê tín, ôi dù nó mất trật tự, ôi dù là dài dòng mất thì giờ. Mà không có ở lại để thấy người ta cầu nguyện sốt sáng dài giờ. Mà người ta sốt sáng thì sao? Đông mà người ta trật tự thì sao? Người ta được ơn thì sao? Mình không có
báo cáo cho nó khách quan và trung thực. Mà ở trên không có nghe trong sự công minh, mà không đi kiểm tra kiểm chứng, mà cứ nghe táo láo với tào lao thì mình sẽ phân xử bất công, thiếu vô tư, thiếu bác ái và không có lòng thương xót. Muốn có lòng thương xót, thực hành lòng thương xót thì phải khách quan và trung thực như các ông táo. Có sao nói vậy người ơi. Cho nên mỗi năm chúng ta có thấy những chương trình văn nghệ đó, táo về báo cáo đó. Người dân khoái lắm vì ông táo nó nói những sự thật, những tham quan, tham ô, tham nhũng, tham gì đủ thứ, nói hết sự thật, không có sợ. Người ta vỗ tay quá trời. Đâu có lúc nào cũng biểu dương, lúc nào cũng thành tích, lúc nào cũng kết quả, lúc nào cũng nhất. Toàn láo, tào lao không. Ở trên nghe sướng quá rồi cũng ban thưởng, hoặc là nghe đúng quá rồi tự ái rồi cũng phạt. Phạt mà chẳng có chịu kiểm tra, kiểm chứng gì cả. Thưởng mà cũng chẳng có biết phân minh đúng sai gì cả. Người đứng đầu, người lãnh đạo phải là người cầm cân nảy mực. Muốn như vậy thì phải có những người táo, liêm chính, khách quan, trung thực. Những người mà nhiệm lãnh nhiệm vụ đi kiểm tra, đi kiểm soát hay là đi coi về để báo cáo lại, phải chọn cái người đó. Và thứ hai nữa là mình nghe thì cũng phải biết phân định đúng sai, phải kiểm tra chéo nữa không chừng. Rồi có khi phải đến tận nơi, thấy tận mắt, bắt tận tay, nghe tận tai. Mà ngay cả như vậy chưa chắc đã là đúng 100%, chứ đừng nói là nghe báo cáo. Và cuối cùng thưa anh chị em, một câu chuyện thời sự đang nóng bỏng mới xảy ra ở Bình Dương, mà trên mạng người ta truyền cho nhau, và một tấm gương rất sáng. Bên cạnh những câu chuyện giành nhau vì tình, vì tiền, chém nhau rồi tạt acid rồi lên mạng tố cáo nhau, người này tố người nọ tố người kia, thì cũng có những điểm rất sáng mà nên truyền cho nhau những video clip, những tin tốt, đừng truyền những tin tức. Loan báo tin mừng là truyền những tin tốt, để việc lành các con làm, người ta nhìn thấy mà ngợi khen cha các con trên trời. Để người ta thấy, người ta thực hành lòng thương xót Chúa mà tin rằng có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Đó là câu chuyện hai vợ chồng. Hai vợ chồng lấy nhau, có được đứa con đầu lòng, người vợ mang thai, rồi sinh con. Dường như là cô mới 27, 28, anh đó khoảng 30. Chuyện nó không có gì đáng nói nếu cô vợ khi mà sinh con xong bị áp xe ngực, bị là cái tuyến túi sữa nó bị viêm. Viêm túi sữa mà đi đến cái hậu quả đau lòng, đó là nó hoại tử hết hai tay và hai chân, buộc lòng bác sĩ phải tháo khớp hai tay, hai chân, coi như tứ chi cô ấy bị cắt bỏ. Đứa con được sinh ra khỏe mạnh, người mẹ thì không còn tay để bế con, cũng không còn chân để mà đi lại phục vụ chăm sóc con và chồng, thì ai là người thay đây? Người làm chồng, vừa làm chồng, vừa làm cha, vừa làm mẹ, chăm sóc người vợ của mình hết lòng yêu thương, hết lòng xót thương. Không phải vì thế mà bỏ. Có rất nhiều người lúc mà giàu có, lúc mà xinh đẹp, gắn bó với nhau lắm, nhưng khi mà một trong hai gặp tai nạn, hoặc là một trong hai bị hủy hoại cơ thể, hoặc là bị phá sản không tiền, không còn công danh nữa, thì người ta bỏ nhau như cơm bữa. Lấy nhau chỉ vì tiền, lấy nhau chỉ vì sắc, hai cái đó không bền. Còn lấy nhau vì tình yêu, mà tình yêu đích thực là khi gian khổ vẫn có nhau, khi ốm đau. Anh còn nhớ lúc mà anh nắm tay chị trước bàn thờ Chúa: tôi nhận em làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau ốm, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi.
Tôi không biết rằng cặp vợ chồng này có phải là công giáo hay không. Không biết rằng họ có phải đưa nhau đến bàn thờ mà nói lời thề hứa hay không. Nhưng họ đã sống cái lời thề đó. Ngược lại, có biết bao nhiêu người đã đưa nhau đến bàn thờ thề non hẹn biển, nhưng mà lỗi ước quên thề, lời thề chỉ như là nước chảy qua cầu, mau qua. Còn đây, họ đã thề non hẹn biển không phải bằng lời nói mà bằng việc làm, bằng cuộc sống. Ước mong những anh chị em cộng đoàn lòng thương xót Chúa, những con người đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng không chỉ khẩn nài lòng thương xót Chúa, kêu cầu lòng thương xót Chúa, đọc kinh lòng thương xót Chúa bằng môi, bằng miệng, mà bằng chính trái tim, bằng cuộc sống của mình đón nhận lòng thương xót của Chúa và xót thương nhau như cặp vợ chồng này, mà sống với nhau có tình có nghĩa như là táo quân. Chúc anh chị em và các bạn những ngày đón chờ xuân mới thật vui tươi, bình an, hiệp nhất và hiệp hành với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Chìm con vào lòng Chúa.